Lệnh Rotate Body, quay khối, các cách gọi lệnh từ Menu vào Modify vào Body Operation vào Rotate Body. Cách thứ hai, nhập lệnh trực tiếp từ bàn phím, gõ từ chìa khóa Rotate Body Enter đi thực hiện lệnh. Ví dụ tôi quay cái khối này một góc 90 độ, dùng chuột tích vào Modify Operation Rotate Body, chọn đối tượng Enter. Tôi tích chuột vào cạnh thứ nhất, tích chuột vào cạnh thứ hai, tạo thành một trục quay. Tôi nhập vào góc quay ví dụ như là 90 độ, Enter. Vậy quay một góc 90 độ. Tương tự như vậy, tôi muốn quay cái đối tượng này quanh trục X một góc 90 độ, Enter, gọi là lệnh trước đó, chọn đối tượng Enter. Ở đây có các lựa chọn thì tôi chọn quay quanh trục X, tôi nhập vào chữ X, Enter. Tôi nhập vào và tôi nhập vào 90 độ, Enter, gọi là lệnh trước đó, tôi quay, Enter. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai, quay một góc 180 độ, Enter. Vậy lật úp vào xuống.